Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Vlog Review và so sánh những mẫu xe Mercedes-Benz chính hãng. Và em là Thịnh Lê, chuyên viên tư vấn và đại diện bán hàng đến từ đại lý Haseco Điện Biên Phủ. Kính thưa quý anh chị, trong video ngày hôm nay, Thịnh sẽ mang đến cho quý anh chị vẫn là mẫu xe được quan tâm nhiều nhất tại thương hiệu Mercedes-Benz. Đó chính là GLC 300 phiên bản All New 2023 hoàn toàn mới quý anh chị ha. Nhưng mà mẫu xe GLC 300 trong video lần này sẽ có một combo màu rất là đặc biệt, rất là lạ mắt quý anh chị. Đó chính là màu xám raffia, màu xám mà trong cái nước sơn của nó sẽ có những cái metallic ánh kim rất là óng ánh và đẹp mắt. Và kết hợp với màu sơn này, chúng ta sẽ có màu nội thất là màu đen. Và bây giờ không để quý anh chị phải chờ lâu nữa, mình sẽ review nhanh về mẫu xe này cũng như là cập nhật giá bán trong tháng 5 này để cho quý anh chị cùng tham khảo quý anh chị nhé. Đây, kính thưa quý anh chị, trước mắt của chúng ta chính là mẫu xe Mercedes-Benz GLC 300 phiên bản All New thế hệ mới quý anh chị ha. Và đối với mẫu xe này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 màu sơn tùy chọn, bao gồm là màu trắng polar, màu đen obsidian, màu đỏ hyacinth và màu sơn mà quý anh chị đang thấy ngay trong video này, đó chính là màu xám raffia quý anh chị ha. Một màu sơn cũng rất là cá tính, rất là đẹp mắt và nó tạo nên cái độ lì cho cái mẫu xe của chúng ta ha. Đó, và khi mà chúng ta nhìn sâu vào bên trong, nhìn kỹ vào chi tiết thì chúng ta thấy là nó sẽ có óng ánh những cái hạt kim loại metallic ở đây ha. Nên là mẫu xe này khi mà quý anh chị đi vào ban ngày trời nắng thì nó sẽ cực kỳ đẹp mắt. Và cái combo phối màu của mẫu xe này thì nó sẽ là màu xám bên ngoài và bên trong sẽ là nội thất đen ha. Và trong video ngày hôm nay Thịnh sẽ review nhanh những cái option nổi bật được trang bị trên mẫu xe GLC 300 này. Bởi vì Thịnh cũng đã có làm rất là nhiều video review về mẫu xe GLC 300 thế hệ mới này rồi. Mẫu xe rất là đẹp mắt và cũng được khách hàng quan tâm nhiều nhất của thương hiệu ngôi sao ba cánh quý anh chị. Và sẽ có cập nhật chương trình khuyến mãi dành cho mẫu xe này ngay trong tháng 5 ở cuối video quý anh chị nhé. Đầu tiên là phần đầu xe thì không thể nào không nhắc đến là chúng ta sẽ được trang bị là gói thiết kế ngoại thất AMG với những cái điểm rất là đặc trưng như là phần mặt lưới tản nhiệt đây quý anh chị ạ. Đó, mặt lưới tản nhiệt Star Rail quý anh chị ha, với các chi tiết là những ngôi sao ba cánh siêu nhỏ được mạ chrome sáng bóng vô cùng đẹp mắt và sẽ kết nối liên tục với nhau tạo nên cái vẻ chi tiết và bóng bẩy cho phần mặt lưới tản nhiệt của chúng ta. Trung tâm của lưới tản nhiệt vẫn sẽ là một logo Mercedes-Benz 3D được phủ bóng toàn phần và đằng sau logo này sẽ là một cái radar phục vụ cho gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến nhất cũng như là những cái tính năng mà Thịnh sẽ giới thiệu sâu hơn ở bên trong phần nội thất ha quý anh chị. Ngay phía bên dưới logo này thì chúng ta vẫn sẽ có là một cái camera và đây cũng sẽ là camera thế hệ mới có khả năng giả lập 3D quý anh chị ha. Đây, phần đầu xe với những cái điểm nhấn rất là đẹp mắt ở đây. Và ở đây, đây chính là cái biểu tượng công nghệ của mẫu xe này. Đó chính là cụm đèn Digital Light hả quý anh chị? Một cụm đèn có thể nói là hiện đại nhất của Mercedes-Benz hiện giờ. Với cấu tạo rất là tinh vi, chúng ta sẽ có là tổng cộng 1,3 triệu tấm vi gương siêu nhỏ. Và 1,3 triệu tấm vi gương này có khả năng tắt mở độc lập quý anh chị ha. Sẽ được điều khiển bởi một ECU đa nhiệm thông qua việc thu thập thông tin từ hệ thống radar cũng như là camera đa nhiệm được gắn ở ngay trên khu vực kính lái của xe. Ở ngay vị trí này quý anh chị ha. Rồi ok, đó là phần đầu xe của chúng ta ha. Đó, và cái cụm đèn này nó sẽ có tổng cộng là 10 tính năng thông minh, cũng được phát triển dựa trên nền tảng của hệ thống đèn chiếu sáng mang sim LED trước đây, nhưng mà nó sẽ hoạt động chính xác hơn gấp 100 lần ha quý anh chị. Đó, tiếp đến ở phần cản trước của xe thì chúng ta cũng sẽ được là mạ chrome sáng bóng với các điểm nhấn cắt xẻ rất là cầu kỳ và chi tiết ha. Và ở ngay khu vực hốc lốc gió thì cũng có tạo hình rất là táo bạo, dữ tợn với rất là nhiều những cái đường cắt xẻ ở đây. Đó, để tăng thêm cái điểm nhấn chi tiết và mạnh mẽ cho cái phần đầu xe của mẫu xe GLC 300. Phía bên trên nắp capo thì chúng ta cũng sẽ có là tổng cộng là 4 đường gân dập nổi quý anh chị ha, để tạo nên cái vẻ khỏe khoắn và cứng cáp cho phần đầu xe của mẫu xe GLC 300. Và ngay bên dưới nắp capo này thì GLC 300 chúng ta sẽ được trang bị khối động cơ mã mới là M254 với công suất đầu ra cực đại sẽ là 258 mã lực và 400 Nm mô men xoắn, nhờ vào việc kết hợp với một motor điện 48V hỗ trợ cho quá trình đề máy, khởi động xe, tăng tốc cũng như là tăng thêm khả năng tiết kiệm nhiên liệu cho mẫu xe này hả quý anh chị. Đó. Tiếp đến là phần hông xe thì chúng ta sẽ được trang bị là một bộ mâm đa chấu vô cùng đẹp mắt với kích thước lên đến 20 inch. Đây là một bộ mâm mà Thịnh phải nói là Thịnh rất là thích bộ mâm này quý anh chị ha, bởi vì cái tạo hình của nó rất là đẹp mắt, rất là sang trọng luôn.
và nó sẽ được sơn từ khoảng hai tông màu. Bên ngoài thì sẽ được phay xước sáng bóng và bên trong sẽ được sơn đen ha, để tạo nên cái điểm nhấn nổi khói. Trung tâm thì vẫn sẽ là một cái logo Mercedes-Benz truyền thống ở ngay đây. Và ở bên trong bộ mâm này, quý anh chị thấy là chúng ta sẽ có một cái cụm phanh kích thước rất là lớn, nhấn nhá bằng một cái dòng chữ Mercedes-Benz ngay bên trong quý anh chị ha. Và cái phần đĩa phanh thì cũng rất là lớn, được đục lỗ để tăng nhiệt ha quý anh chị. Rất là đẹp mắt và cầu kỳ. Đó, chỉ những mẫu xe mà có khối động cơ 2.0 lít mà công suất là lên đến 258 mã lực thì chúng ta mới được trang bị một cái cụm phanh và đĩa phanh phía trước là to bản, hiệu suất cao như thế này thôi ha quý anh chị. Về phần lớp xe thì đây sẽ là lớp MO. Đây, một bộ lớp được sản xuất dành riêng cho những mẫu xe của Mercedes-Benz, tăng thêm khả năng an toàn cũng như là tăng độ bám dính mặt đường ha. Đó, hãng xe, hãng lớp sẽ là hãng Eco Contact ha, nhưng mà đây là một bộ lớp dành riêng cho những mẫu xe của Mercedes-Benz theo tiêu chuẩn toàn cầu của Mercedes-Benz thưa quý anh chị. Đó, hệ thống treo thì mẫu xe của chúng ta sẽ là hệ thống treo thể thao ha. Nó sẽ có phần cứng hơn so với lại cái hệ thống treo của mẫu xe GLC 200 Formatec All-New. Mẫu xe có mức giá bán là thấp hơn mẫu xe GLC 300 này là 500 triệu thưa quý anh chị. Rồi tiếp đến là phần cụm gương chiếu hậu ngoại thất thì cũng sẽ được sơn cùng màu với xe, nhưng màu sơn hiện tại đang là màu xám graphic ha, tích hợp đèn báo rẽ ở đây. Và trên cụm gương này chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những công nghệ mới như là hệ thống cảnh báo điểm mù, camera bên hông trong hệ thống camera 360 của xe và một đèn chiếu logo Mercedes-Benz xuống dưới mặt đường ha. Khi mà quý anh chị chúng ta mở khóa cửa xe thì sẽ có một cái đèn chiếu chiếu xuống mặt đường để tăng thêm cái vẻ sang trọng của mẫu xe GLC 300 này, đặc biệt là khi về đêm ha quý anh chị. Và đây, đây sẽ là một tay nắm cửa được sử dụng là hệ thống khóa cảm ứng thông minh Keyless Go ha. Với điểm nhận diện là chúng ta sẽ được phủ bóng toàn phần cái phần tay nắm cửa này. Và khi mà quý anh chị muốn lock cửa xe lại thì chúng ta chỉ việc đơn giản là chúng ta chạm vào trong cái điểm chạm ở đây ha quý anh chị. Còn khi mà chúng ta muốn mở khóa cửa xe thì chỉ việc là quý anh chị đưa tay vào cho bên tay nắm cửa, xe sẽ tự động unlock cửa xe ha. Rất là dễ dàng và thuận tiện cho quý anh chị có thể khóa và mở khóa xe ha. Miễn là chìa khóa nằm trong túi của chúng ta là được. Về phần kính xe thì đối với GLC 300, một dòng xe rất là cao cấp, thì chúng ta sẽ được trang bị là kính trước là sẽ là cách âm hai lớp, kính sau sẽ là kính cách nhiệt tối màu và phản xạ tia hồng ngoại quý anh chị ha. Và nó cũng sẽ tăng thêm cái tính riêng tư cho người ngồi ở hàng ghế thứ hai nữa quý anh chị. Đó, về phần luồng xe thì nó cũng có thiết kế rất là mới, rất là đẹp mắt ha. Với cái phần bể bước thì nó cũng sẽ được tạo hình thiết kế ở phần phía trước thì nó sẽ nhỏ lại để tăng thêm cái tính thẩm mỹ cho mẫu xe của chúng ta. Phía bên trên thì cũng sẽ có một cái bagamui được làm bằng hợp kim nhôm ha, sơn bóng rất là đẹp mắt. Phần khung viền cửa kính thì cũng sẽ được mạ chrome dọc theo khung viền cửa kính thì cũng giống như đại đa số hầu hết các mẫu xe của thương hiệu Mercedes-Benz quý anh chị ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng tiến đến phần đuôi xe quý anh chị nhé. Đây, đây chính là vị trí đuôi xe của GLC 300 ha. Với cụm đèn hậu được tạo hình thiết kế mới, chia làm hai tầng, nó sẽ thanh mảnh và nhỏ hơn so với lại thế hệ tiền nhiệm. Và đối với những mẫu xe mà chúng ta được trang bị công nghệ đèn Digital Light thì đối với cụm đèn hậu này, khi mà quý anh chị unlock cửa xe thì chúng ta sẽ có một cái dãy đèn LED chạy chào mừng. Đó, nó sẽ tăng thêm cái vẻ công nghệ cho mẫu xe của chúng ta ha. Đây sẽ là dòng chữ Formatic, mẫu xe của chúng ta sẽ là mẫu xe dẫn động 4 bánh toàn thời gian sử dụng công nghệ Formatic của thương hiệu Mercedes-Benz quý chị ha. Ở đây sẽ là một cái logo Mercedes-Benz ở đây. Bên dưới thì chúng ta cũng sẽ có một cái cản sâu được mạ chrome cộng với đó là hai phần lipo ống xả cũng rất là đẹp mắt, chi tiết và cầu kỳ ha. Và xung quanh xe, phần đầu xe và đuôi xe tổng cộng chúng ta sẽ có là 12 mắt cảm biến Bactronic giúp cho mẫu xe này có thể di chuyển được dễ dàng và thuận tiện hơn, đặc biệt là trong điều kiện mà quý anh chị di chuyển ở đường khá đông đúc, kẹt xe hay là có rất là nhiều xe máy lưu thông xung quanh chúng ta rất là phức tạp quý anh chị ha. Nó sẽ giúp cho quý anh chị có thể di chuyển mẫu xe này được dễ dàng hơn và thoải mái hơn. Rồi, và đây cũng là một cái điểm cộng rất là lớn của mẫu xe GLC 300, đó chính là dung tích cấp sâu. Đối với những mẫu xe khác trong phân khúc của GLC 300 thì mẫu xe này đang có dung tích cốp là rộng nhất trong phân khúc. Với dung tích cốp sâu khi mà quý vị chưa gặp hàng ghế thứ hai sẽ là 620 lít. Và khi mà chúng ta gặp luôn cái hàng ghế thứ hai xuống thì dung tích cốp lúc này sẽ là 1680 lít. Cực kỳ rộng luôn. Chúng ta có thể để được rất là nhiều những cái vật dụng ha. Đó, nó sẽ mang đến cho quý vị cái sự linh hoạt và đa dụng trong vận hành hàng ngày. Chẳng hạn như là chúng ta có những chuyến đi dã ngoại xa xôi nè. Quý anh chị muốn để thêm được nhiều đồ thì chúng ta hoàn toàn có thể gập hàng ghế thứ hai xuống với một cái dung tích chứa đồ rất là lớn như thế này quý anh chị ha. Ở đây là một cái tấm bạt che có thể tăng đưa quý anh chị ha. Và khi mà cần thì quý anh chị có thể là hoàn toàn chúng ta tháo cái tấm bạt này ra để có thể để được những cái vật dụng cần thiết được nhiều hơn quý anh chị. Rồi, ok. Đó, đó là một số những điểm nhấn ở phần đuôi xe ha. Cốp thì sẽ là cốp điện ha quý anh chị. Đó. Và chắc chắn là chúng ta cũng sẽ được tích hợp là tính năng đá cốp thông minh. Rồi, và bây giờ thỉnh mời quý anh chị chúng ta đi đến phần vị trí lái của mẫu xe này quý anh chị nhé. Rồi, và đây thưa quý anh chị, đây chính là khoang nội thất vô cùng đẹp mắt của mẫu xe GLC 300 quý anh chị ha.
Và nếu như quý vị chưa biết thì mẫu xe này vừa nhận được giải thưởng là xe sang của năm 2023 trong phân khúc xe sang cỡ vừa hả quý anh chị, với một khoang nội thất vô cùng ấn tượng và được đánh giá là khoang nội thất đẹp mắt nhất trong các mẫu xe cùng phân khúc của nó ha. Đó, chúng ta sẽ có được trang bị là một cái vô lăng đi kết đáy bằng quý anh chị ha. Đó, thể thao AMG vô cùng đẹp mắt và sẽ được bọc da nắp ba cho cái cảm giác sờ nắm vô cùng êm ái và sang trọng ha. Ở trên vô lăng này thì quý anh chị thấy là chúng ta vẫn sẽ có những cái chức năng rất là quen thuộc như là tăng giảm âm lượng, một cái touchpad để quý anh chị có thể điều khiển cái màn hình 11,9 inch kích thước lớn ở đây như Thịnh đang thao tác ha. Đó. Rồi và một cái touchpad ở bên trái để quý anh chị có thể điều khiển cái màn hình 12,3 inch ở ngay đằng sau vô lăng này. Và tất cả những cái bộ màn hình này nó sẽ thao tác rất là nhanh lẹ, phản hồi rất là nhanh ha, và hiển thị cũng vô cùng sắc nét luôn. Đó. Ở đây nữa thì chúng ta sẽ có là cái tính năng giữ khoảng cách với xe phía trước Digitronic của quý anh chị ha. Đó, khi mà quý anh chị vào chế độ ga tự động Cruise Control thì chúng ta có thể set cho xe tự động giữ khoảng cách với lại xe phía trước của chúng ta thông qua cái nút bấm ở đây ha, với 4 mức khoảng cách là 100m, 75m, 50m và 25m ha, như Thịnh đang thao tác quý anh chị cùng xem. Đó, rất là tiện lợi cho quý vị khách hàng ha, tạo nên sự nhàn nhã cho chúng ta trong những cái chuyến đi mà đặc biệt là đi trên đường cao tốc ha, giúp cho cái việc lái xe của mẫu xe này trở nên nhàn nhã hơn bao giờ hết. Tiếp đến là về phần màn hình trung tâm này, chúng ta sẽ được trang bị một màn hình dạng vuông 11,9 inch ha, hiển thị vô cùng sắc nét ở đây, như quý anh chị thấy. Và nhờ vào việc là chúng ta sẽ được có gói công nghệ hỗ trợ lái B20, nên là quý anh chị sẽ có rất là nhiều những cái công nghệ hỗ trợ lái mới ha. Và cái tính năng giữ khoảng cách với xe phía trước cũng là một cái tính năng nằm trong cái gói công nghệ hỗ trợ lái này quý anh chị nhé. Đầu tiên là Downhill Speed Regulation ha. Đây là tính năng hỗ trợ đổi đều an toàn với việc là chúng ta có thể giới hạn tốc độ tối đa là 18 km/h. Khi mà quý anh chị đổ đèo ha, xe sẽ tự động giới hạn cái tốc độ đổ đèo xuống mà quý anh chị không cần phải rà phanh liên tục dẫn đến cái hiện tượng là chúng ta bị trượt phanh ha quý anh chị, rất là an toàn luôn. Ở một tránh va chạm này thì quý anh chị sẽ có tổng cộng là 3 cái công nghệ hỗ trợ lái mới, bao gồm hệ thống hỗ trợ phanh chủ động, xe sẽ tự động phanh khi có tình huống khẩn cấp xảy ra ha, và sẽ cảnh báo cho quý anh chị bằng 3 mức độ. Đầu tiên sẽ là một cái biểu tượng tam giác ở ngay khu vực màn hình 12 inch này, sau đó sẽ là cảnh báo bằng âm thanh bên trong khoang cabin của chúng ta. Và nếu như mà quý anh chị vẫn không có hành động là chúng ta rà phanh và xe cũng đã rất là gần với lại cái vật cản phía trước rồi thì xe sẽ tự động phanh lại cho quý anh chị ha. Một tính năng rất là an toàn cho chúng ta luôn ạ. Tiếp đến là tính năng giám sát làn đường chủ động, xe sẽ tự động cảnh báo và rung vô lăng khi mà quý anh chị chạy chạch làn đường ha, ở tốc độ là trên 60 km/h. Và hệ thống hỗ trợ cảnh báo điểm mù, một tính năng mà Thịnh đánh giá là vô cùng cần thiết và rất là hữu ích luôn. Khi mà quý anh chị chúng ta có thể sang làn một cách được an toàn hơn, ở khu vực gương chiếu hậu ngoại thất hai bên thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng tam giác ở đây. Đó, và khi mà quý anh chị có những cái xe nằm ở trong vùng điểm mù hai bên phía sau thì xe sẽ tự động là chúng ta sẽ và khi mà có xe ở phía sau lan lao lên ở trong cái vùng điểm mù hai bên thì cái biểu tượng tam giác này nó sẽ chớp đèn đỏ lên ha. Và nếu mà quý anh chị chúng ta có cái thao tác là chúng ta đá xi nhan qua bên cái hướng như vậy thì xe sẽ tự động cảnh báo bằng âm thanh bên trong chúng ta, giúp cho quý anh chị có thể sang làn đường, chuyển làn đường một cách an toàn hơn và thuận tiện hơn ha quý anh chị. Và đi kèm với tính năng cảnh báo điểm mù này thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái tính năng cộng thêm, đó chính là tính năng Assist Warning quý anh chị ha. Với việc là khi mà quý anh chị đã tắt máy xe rồi thì cái hệ thống cảnh báo điểm mù này nó vẫn sẽ hoạt động thêm 3 phút nữa, để khi mà chúng ta có lỡ chẳng may mà mở cửa mà không có quan sát chẳng hạn đi, và có xe phía sau đang lao lên thì xe cũng sẽ cảnh báo bằng hình ảnh, âm thanh, và cái đèn viền nội thất ở khu vực này sẽ nhấp nháy màu đỏ ha, để chúng ta có thể là giật mình và chúng ta sẽ quan sát hơn, tránh những cái tình huống đáng tiếc xảy ra ha. Một cái tính năng rất là an toàn và cực kỳ cần thiết trong điều kiện sử dụng xe hàng ngày ha quý anh chị. Điểm qua một số những tiện nghi nổi bật của mẫu xe GLC 300 này thì đối với mẫu xe GLC 300 chúng ta sẽ được trang bị hầu như là full option quý anh chị ạ. Đầu tiên mà Thịnh phải nói đến đó chính là cái hệ thống 15 loa Burmester 3D surround quý anh chị ha, cho trải nghiệm âm thanh vô cùng hoàn hảo. Và công suất của cái dàn loa này là nó sẽ lên đến 710W. Ở thế hệ cũ thì nó chỉ có 590W và 13 loa thôi quý anh chị ha. Thì với thế hệ mới này thì chúng ta sẽ có nhiều loa hơn, lên đến 15 loa, công suất cũng cao hơn, cho một cái trải nghiệm âm thanh nó chi tiết hơn và hoàn hảo hơn quý anh chị. Tiếp đến là những cái tiện nghi được trang bị bên trong xe là chúng ta sẽ được trang bị là một cái bệ sạc không dây ở khu vực này. Và chúng ta cũng sẽ kết nối Apple CarPlay và Android Auto là cũng hoàn toàn không dây luôn quý anh chị ha. Đó, rất là tiện nghi. Khu vực này cũng sẽ có hai cốc đẩy ly ở đây, được sắp xếp và thiết kế rất là ngăn nắp và gọn gàng luôn. Ở đây sẽ là một cái cổng sạc Type-C để quý anh chị có thể sạc những cái vật dụng cần thiết, hoặc là chúng ta có thể kết nối CarPlay có dây. Đó, trong trường hợp là quý anh chị muốn như vậy ha. Về chế độ lái thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 chế độ, và cái nó sẽ khác một chút xíu so với lại phiên bản trước, thì chúng ta sẽ không có chế độ Sport cộng nữa.
mà thay vào đó là chúng ta sẽ có chế độ off-road ha, một chế độ mà sẽ giới hạn tốc độ tối đa là 110 km/h, nhưng mà nó sẽ giúp cho quý anh chị có thể đi được trên những cái địa hình không được bằng phẳng, những cái địa hình gồ ghề khó khăn trơn trượt được tốt hơn quý anh chị ha. Đó rồi, ok. Về điều hòa thì sẽ được trang bị là điều hòa hai vùng độc lập ha, bên trái và bên phải, và đặc biệt nhất là cái hệ thống camera 360. Như quý anh chị thấy nè, chúng ta sẽ được trang bị một cái camera 360 thế hệ mới có khả năng giả lập môi trường xung quanh 3D, hiển thị cực kỳ sắc nét luôn ha. Đối với camera của Mac thì không có gì phải chê nữa quý anh chị ạ. À, hiển thị vô cùng sắc nét, và với khả năng là chúng ta có thể mô phỏng môi trường xung quanh 3D như thế này, thì nó cũng sẽ kết hợp với lại 12 mắt cảm biến xung quanh xe, để khi mà chúng ta di chuyển trên đường thực tế thì có những cái chiếc xe nào ở gần cái vị trí nào của xe thì camera cũng sẽ tự động là zoom lên ở vị trí đó ha, giúp cho quý anh chị lái xe nó rất là an toàn và nhàn nhã luôn. Cụ thể là trong những cái tình huống mà chúng ta di chuyển khi mà đường đang kẹt xe quý anh chị, rất là thuận tiện luôn, và nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái việc mà chúng ta dè đổ xe rất là nhiều. Và đối với phiên bản GLC 300 All-New này thì chúng ta cũng sẽ có hệ thống hỗ trợ đổ xe tự động, bao gồm cả ghép dọc và ghép ngang luôn quý anh chị ha. Ở phiên bản trước thì chúng ta chỉ có là ghép dọc thôi, còn ghép ngang thì không có. Còn ở phiên bản mới lần này thì chúng ta sẽ được cập nhật thêm cái tính năng là ghép ngang luôn ha quý anh chị, giúp cho những khách hàng mà chúng ta là lái mới nè, chúng ta chưa có quen trong cái việc gia đổ cặp lề hay là vào ô đổ thì nó sẽ được dễ dàng hơn và tiện lợi hơn rất là nhiều ha. Ở khu vực mép cửa này thì chúng ta vẫn sẽ có những cái nút rất là quen thuộc thôi, như là cái bộ ghế chỉnh điện đa hướng ở đây, nhớ ghế 3 vị trí, và ở phiên bản mới thì chúng ta sẽ được trang bị thêm là một cái tính năng sưởi ghế 3 mức độ ở đây nữa quý anh chị ha. Rồi, và cái phần tay nắm cửa này nó cũng có tạo hình thiết kế rất là kim loại, rất là đẹp mắt luôn ha. Chúng ta sẽ được bọc rơm ở đây ha quý anh chị, rất là đẹp mắt, và ở đây là nó sẽ có tạo hình thiết kế dạng nhám để tăng thêm cái tính chi tiết cho cái phần tay nắm cửa này ở đây. Đó, khu vực này vẫn là những nút lên xuống kính một chạm tự động ha, điều chỉnh gương chiếu hậu hai bên rất là quen thuộc thôi, không có gì khác biệt cả. Rồi, về phần cụm đèn thì nó cũng sẽ là thiết kế mới luôn quý anh chị ha. Đó, rất là đẹp mắt luôn, cũng được mạ chrome sáng bóng, tạo hình rất là cầu kỳ, chỉnh chu và tỉ mỉ. Ở đây vẫn sẽ là phanh tay, lẫy phanh tay ha, rất là quen thuộc thôi quý anh chị ạ. À, rồi phía bên trên này thì chúng ta vẫn sẽ được trang bị là một cái cửa sổ trời toàn cảnh panoramic ha quý anh chị. Đó, giúp cho quý anh chị là chúng ta sẽ có một cái khoang nội thất đẹp mắt hơn, lung linh hơn, đặc biệt là khi mà chúng ta đi dã ngoại và chúng ta cần thêm ánh sáng, hóng gió trời, hóng gió ban chiều, thì với một cái cửa sổ trời toàn cảnh như thế này, đây là một cái trang bị cao cấp và chỉ có trên những mẫu xe có thể nói là cao cấp nhất của series thôi. Ví dụ như GLC thì sẽ là GLC 300 được trang bị cửa sổ trời, C thì sẽ là C 300 và tương tự E sẽ là E 300 quý anh chị ha. Ở đây sẽ là một cái bảng điều khiển để chúng ta có thể bật tắt cái đèn nội thất nè, rất là đẹp mắt luôn. Được ốp gỗ piano ha. Đây là giả piano lacquer thôi quý anh chị ha, nhưng mà nó cũng rất là đẹp mắt. Rồi, và cái cách mà chúng ta mở cửa sổ trời thì nó cũng sẽ là cảm ứng quý anh chị. Đó, như hình đang thao tác ở đây, rất là sang trọng và nhã nhặn luôn ha. Đó, hầu như là mọi cái chi tiết, mọi cái tính năng trên mẫu xe này thì nó được chuyển dần sang dạng cảm ứng hết rồi quý anh chị ạ. À, như là thịnh có thể là tắt đóng mở cửa sổ trời nè, bật tắt đèn đọc sách là cũng cảm ứng luôn nè quý anh chị. Đó. Rồi, và với cái bộ màn hình 11,9 inch ở đây thì tất cả những cái phím chức năng để điều khiển hệ thống điều hòa cũng như là sấy gương, sửa gương thì nó đã được tích hợp vào bên trong màn hình này rồi, nên là chúng ta cũng sẽ tinh chỉnh theo dạng cảm ứng luôn ha. Rất là đẹp mắt, rất là tiện nghi, rất là sang trọng và nó cũng cực kỳ nổi bật và cấp tiến. Ok, về phần ghế thì nó cũng sẽ có tạo hình khác với lại phiên bản trước ha quý anh chị. Chúng ta sẽ có một bộ ghế nó khá là ôm người quý anh chị ạ. À, với hai cái phần tựa hông này nó sẽ được nhô cao lên, ổn định cơ thể tốt hơn. Ghế được trang bị trên xe GLC 300 này sẽ là ghế da thật quý anh chị ha. Và cái tạo hình thiết kế của nó cũng vô cùng đẹp mắt, kết hợp với những cái đường chỉ thơ mây tỉ mỉ ở đây, rất là đẹp mắt quý anh chị ha. Đó, rồi ở hàng ghế sau thì GLC luôn nổi tiếng là chúng ta sẽ có một cái hàng ghế sau rất là rộng rãi và cái sự đa dụng mà một mẫu xe SUV gầm cao mang lại. Và đặc biệt là mẫu xe này vận hành cực kỳ êm quý anh chị ạ. À, nó vận hành cực kỳ êm và cách âm cũng rất là tốt luôn. Và đây cũng chính là những cái lợi điểm mà khiến cho mẫu xe GLC 300 luôn là mẫu xe bán chạy nhất trong tất cả các mẫu xe của thương hiệu Mercedes-Benz quý anh chị ha. Và ở phiên bản mới lần này thì thiết kế lại vô cùng đẹp mắt, chúng ta được cập nhật thêm nhiều cái công nghệ hỗ trợ lái mới cũng như là nhiều cái tiện nghi mới đẳng cấp hơn, như loa thì nó sẽ hay hơn, camera thì nó cũng sẽ có chức năng giả lập 3D cũng như là gói công nghệ hỗ trợ lái mà Thịnh có vừa đề cập khi nãy, thì giúp cho quý anh chị lái xe an toàn hơn rất là nhiều. Rồi, đây chính là vị trí hàng ghế thứ hai của mẫu xe GLC 300 All New thế hệ mới với mức giá niêm yết là 2 tỷ 799 triệu này quý anh chị ha. Bây giờ Thịnh sẽ bước vào bên trong hàng ghế thứ hai.
để cùng trải nghiệm với anh chị nha. Đó, ok, hiện tại là Thịnh đang ngồi ở hàng ghế 2 của mẫu xe GLC 300 này. Và ở vị trí này thì quý anh chị có thể quan sát được tổng thể một cách rõ nét hơn cái khoang nội thất rất là đẹp mắt của mẫu xe GLC 300 này. Và hàng ghế 2 rộng rãi phù hợp với gia đình Luno là một trong những cái lợi điểm khiến cho mẫu xe này được rất là nhiều khách hàng quan tâm. Và nó cũng là mẫu xe mà có doanh số bán cao nhất của thương hiệu Mercedes-Benz thị trường Việt Nam hả quý anh chị. Hàng ghế 2 rộng rãi, thiết kế đẹp mắt, gầm cao đa dụng và dung tích cốp sau cực kỳ rộng để được rất là nhiều đồ và rất là linh hoạt trong mục đích sử dụng hàng ngày của chúng ta ha. Lý do vì sao mà mẫu xe này bán chạy là như vậy để quý anh chị ạ. Đó. Đó, và ở thế hệ mới lần này thì chúng ta có quá nhiều điều mới mẻ. Mẫu xe này đã thay đổi toàn diện từ nội thất, ngoại thất, khung gầm và kể cả khối động cơ là cũng sẽ là khối động cơ hoàn toàn mới. Đó, và ở hàng ghế 2 này quý anh chị thấy nè, chúng ta cũng sẽ có một cái tư thế ngồi rất là thoải mái với cái phần đệm mông nó sẽ được thiết kế chuẩn xuống quý anh chị ha, để tăng thêm cái khoảng không giữa từ đầu xe của chúng ta cho đến phần trần xe ha. Kết hợp với nó sẽ là một cái cửa sổ trời panoramic toàn cảnh dài xuống tới đây luôn, tạo nên cái vẻ thông thoáng và cực kỳ dễ chịu. Mẫu xe này phục vụ cho gia đình rất là tốt luôn quý anh chị ha. Phía bên dưới này thì chúng ta cũng sẽ có những cái thiết kế rất là đẹp mắt luôn, như là phần táp ly cửa được bọc da. Đó, một cái tay nắm cũng được mạ chrome rất là đẹp mắt ở đây. Và đầu ra của hệ thống 15 loa Bermester 3D thế hệ mới giúp cho cái trải nghiệm nghe nhạc nó được hoàn toàn đầy đủ ở hàng ghế trước và cả hàng ghế sau luôn quý anh chị ha. Và bây giờ sẽ là phần quan trọng nhất, đó chính là về phần khuyến mãi ha quý anh chị. Thì trong tháng 5 này, đối với dòng GLC bao gồm GLC 300 All New và GLC 200 Formatic All New, chúng ta sẽ được ưu đãi là tặng 1 năm bảo hiểm MBI, cộng với đó là tăng hạn bảo hành lên 2 năm ha. Kết hợp với nó sẽ là chương trình ưu đãi vô cùng tốt của đại lý Bình Thịnh. Nên là quý chị nào đang quan tâm về mẫu xe này thì đừng ngần ngại liên hệ cho Thịnh qua số hotline là 0908 000 284. Thịnh có để ở góc phải ở bên dưới của video để được tư vấn chi tiết hơn, cụ thể hơn, hỗ trợ lái thử thật là nhiệt tình quý chị nhé. Còn bây giờ thì Thịnh xin cảm ơn quý chị đã dành thời gian theo dõi video của Thịnh và xin hẹn gặp lại quý chị trong những video tiếp theo. Quý chị nhé.